giống như là bây giờ mình xây một ngôi nhà thì cái nền móng là cái quan trọng nhất và cái cần phải vững nhất nên vậy là giáo viên tiểu học là cái người mà sẽ truyền đạt những cái kiến thức căn bản và cái nền để cho các em có thể vững nhất ngoài ra thì còn giảng dạy về đạo đức cũng như là phẩm chất của các em để các em có thể có cái hướng đi tốt nhất xin chào tất cả các bạn học sinh và các bạn sinh viên đang theo dõi HIU Podcast chuyện là chuyện nghề và mình là Ngọc Trinh rất là vui khi được đồng hành với các bạn trong số Podcast kỳ này và các bạn thân mến thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một ngành học được xem là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý không biết là mình đoán được nghề gì chưa ạ à? Dạ vâng đây ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành học đó chính là giáo dục tiểu học và đây là một trong những ngành học đang thu hút rất là nhiều bạn trẻ cũng giống như là đang có nhiều cơ hội việc làm và để tìm hiểu về ngành này thì số podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng với một chủ đề, đó chính là chủ đề nghề cao quý. Và ngày hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình một bạn sinh viên rất năng động và trẻ trung. Bạn này đang theo học ngành giáo dục tiểu học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và xin được giới thiệu bạn Lê Hồng Trâm Khanh, sinh viên khóa 22. Chào bạn. Dạ, ừ, em chào chị. Chào Trâm Khanh, rất là vui khi mà được đồng hành cùng em trong số podcast lần này Chắc là trước tiên là mời em cùng giới thiệu bản thân cho các bạn sinh viên đang theo dõi podcast nha Dạ, em chào chị và chào tất cả mọi người Em tên là Lê Hồng Trâm Khanh, là sinh viên Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo Giáo viên à, Em đang theo học ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, khóa 2022 Ừ. À, Trâm Khanh ơi, chắc là trước khi mà chúng ta bắt đầu câu chuyện thì xin mời em uống một tí xíu trà để thấm giọng cho buổi chiều này nha Dạ, cảm ơn chị à, Mời em Em có thể chia sẻ cho chị và tất cả các bạn đang theo dõi podcast là không biết là cơ duyên nào đã cho em chọn học ngành giáo dục tiểu học tại trường đại học quốc tế Hồng Bàng Dạ, thưa chị thì em rất là thích con nít và rất là yêu trẻ thì hồi trước thì em cùng với một số bạn ở trong sớm thì có chơi một cái trò chơi là đóng vai giáo viên và học sinh thì cái từ đó mà cái sự yêu thích trẻ và nghề của em càng dâng cao hơn nữa sau khi mà thi uh, tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì em thấy là ở trường đại học quốc tế hồng bàng có đang tuyển sinh ngành của mình nên em đã đăng ký vào học rồi à, vậy thì à, chắc là mời em cùng chia sẻ cho các bạn sinh viên các bạn học sinh đang theo dõi postcard này một chút xíu về à, ngành giáo dục tiểu học thì à, ngành này là như thế nào em ạ dạ Thưa chị và mọi người, ngành giáo dục của em đang học là ngành được đào tạo để hỗ trợ các em từ 6 cho tới 11 tuổi, là từ khối 1 cho tới khối 5 Hiện tại thì ngành của em đang theo học thì nó bao hàm cả về khóa tự nhiên và xã hội Hiện tại thì ở trường mình thì sẽ có hỗ trợ cho sinh viên đi thực tập Vậy thì khi mà em đi thực tập như vậy thì công việc của em, em sẽ làm những việc gì? dạ khác với các trường công lập thì ở trường quốc tế hồng bàng sẽ đi thực tập vào năm thứ nhất à, năm ngoái thì em được đi thực tập ở trường uk bình thạnh thì đầu tiên thì chúng em sẽ không có vào lớp để xem hay là nhìn giáo viên giảng dạy mà chúng em sẽ đi vòng quanh trường để tham quan ở bên ngoài và khác với trường công lập thì trường đại học quốc tế hồng bàng sẽ đi thực tập vào năm đầu tiên và kiến tập ở năm thứ ba còn trường đại công lập thì từ năm thứ ba họ mới đi thực tập và kiến tập chung một lúc. Ừ. vậy thì em nghĩ là khi mà mình đi thực tập và kiến tập như thế và sau khi ra trường thì cụ thể là công việc đào thì mình sẽ được đảm nhiệm khi mà mình học ngành đào giáo dục tiểu học. Dạ, thưa chị và mọi người thì ngành giáo dục tiểu học là cái ngành mà học bao quát và sâu nhất về sư phạm nên là sau khi mà tốt nghiệp và ra trường thì người giáo viên có thể Uh, apply vào các công việc mà mình uh, phù hợp với cái tính chất nghề là giống như giáo dục tiểu học, ngoài ra thì có thể làm ngoài trái ngành như là giáo viên mà, uh, giáo viên uh, về âm nhạc hay là thể chất cũng như là các uh, nhân viên uh, thư viện hay là mình làm nghiên cứu về giáo dục hoặc là nghiên cứu về uh, tâm lý. Uhm chị ừ, thì uh, theo như em chia sẻ thì chị thấy là công việc của ngành giáo dục tiểu học thì khá là uh, linh động cho các bạn khi mà theo đuổi ngành này và có rất là nhiều vị trí công việc cho các bạn dạ. uh, vậy thì uh, một người học uh, giáo dục tiểu học thì họ sẽ có một vai trò uh, quan trọng như thế nào trong cái ngành giáo dục dạ theo em được biết thì uh, giáo dục tiểu học là cái uh, ngành quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục của nước ta, giống như là bây giờ mình xây một ngôi nhà thì cái nền móng là cái quan trọng nhất và cái cần phải vững nhất. Nên vậy là giáo viên tiểu học là cái người mà sẽ truyền đạt những cái kiến thức căn bản và cái nền để cho các em có thể vững nhất. Ngoài ra thì còn giảng dạy về đạo đức cũng như là phẩm chất của các em để các em có thể có cái hướng đi tốt nhất. Ừ, nói chung là uh, bậc này là bậc đầu tiên để cho các bạn có thể hiểu được uh, học tập là như thế nào rồi uh, cho các bạn đọc được bảng chữ cái rồi giúp cho các bạn học thêm được những kỹ năng sống uh, sau bậc mầm non. Yeah. Uh, vậy thì uh, để trang bị cho các bạn uh, học sinh và các bé nhiều kỹ năng và nhiều kiến thức như thế thì uh, những người cũng giống như là những bạn sinh viên đang theo học ngành giáo dục tiểu học thì cần phải trang bị thêm những kỹ năng và kiến thức như thế nào em ạ? Dạ thì ngoài những cái môn đặc thù của ngành thì uh, uh, viện rất là tạo điều kiện cho các em học thêm về nghiệp vụ sư phạm cũng như là giao tiếp sư phạm ăn nói làm sao cho nó hợp lý và chỉnh chu. Ngoài ra là giúp các em uh, tạo ra một cái tổ có thể tổ chức được một cái hoạt động ừ. và Dạ các em rất là nhiều kiến thức khác ngoài à, những cái môn chuyên ngành à, Vậy thì hiện tại thì chương trình giáo dục tiểu học ở tại trường đại học quốc tế Hồng Bàng á Thì thường mình sẽ được học những nội dung và những học phần như thế nào? Dạ thưa chị là à, tại trường đại học quốc tế Hồng Bàng Thì sẽ đào tạo à, ngành giáo dục tiểu học là cử nhân trong 4 năm Thì sẽ học những môn đặc thù của ngành Ngoài ra thì còn có đi thực tập và đi kiến tập ở một số cơ sở của... À, tập đoàn nguyễn hoàng ừ. à, vậy thì à, em cảm thấy như thế nào về đội ngũ giảng viên cũng giống như là môi trường học tập tại trường đại học quốc tế hồng bàng sau những năm mà em tham gia và học tập tại đây dạ thưa chị là đội ngũ giảng viên ở đây rất là chuyên nghiệp rất là ân cần và dễ gần ngoài ra thì ở trường đại học quốc tế hồng bàng do là trường tư đầu tiên đào tạo về ngành uh, sư phạm nên là cái đội ngũ giảng viên vẫn chưa có thật sự là Uh, đủ và đông nên vậy là ở uh, viện khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên Uh, có thỉnh giảng những thầy cô ở trường công lập đến với trường tư của mình để uh, giúp các em hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ học tập. thì bên cạnh những cái việc như là uh, khi mà mình đi dạy mình sẽ tiếp xúc được các bạn nhỏ nè uh, sẽ uh, làm thỏa mãn được cái sự yêu thích của mình rồi uh, bên cạnh đó thì cũng giúp em có thêm được uh, nhiều mối quan hệ và nhiều kiến thức hơn trong ngành này vậy thì những khó khăn cũng giống như là những thách thức mà em gặp phải trong ngành này là gì dạ thưa chị là Uh, sau khi mà đi thực tập xong một năm thì em có đúc kết ra là mình sẽ gặp một số trẻ uh, có cái tính cách rất là đặc biệt và khá là năng động nên mà khi mình gặp được những trẻ như vậy thì phải tập một cái tính kiên nhẫn rất là cao đối với những cái bé đó và mình sẽ phải uh, tiếp xúc gần gũi với các em Uh, trao đổi cũng như là hiểu được các em muốn gì tâm tư của các bé ra sao để hướng các bé đến với gia đình và cộng đồng bạn bè nhiều hơn Uhm, uhm. Vậy thì à, trong quá trình mà em học những à, kiến thức lý thuyết Ở trên giảng à, đường Thì bên cạnh đó thì không biết là à, Tại trường đại học quốc tế Hồng Bàng nói chung Và à, viện khoa học đào tạo giáo viên nói riêng Thì có trang bị thêm cho các bạn sinh viên Theo học à, ngành giáo dục tiểu học Về những câu lạc bộ hay là những buổi workshop Để cho các bạn có thể à, tăng cường Và phát triển thêm kỹ năng mềm của mình không? Dạ thưa chị là ở viện có... Uh tổ chức một số uh, câu lạc bộ như là có thể uh, câu lạc bộ về uh, tiếng anh giao tiếp tiếng anh ipe english club hay là một số cái khóa học uh, miễn phí cho các em về uh, âm nhạc uh, chơi đàn hay là hát à, xịn quá ha. <laughs> à, có thể nói là uh, trường luôn tạo điều kiện cho các bạn để các bạn có thể uh, thể hiện được những tài năng và uh, những kỹ năng của mình để giúp cho các bạn có thể hỗ trợ được sau này yeah. vậy thì uh, không biết là trong quá trình mà em uh, tham gia học tập cũng giống như là đi thực tập và kiến tập thì em có thể chia sẻ cho các bạn uh, trong chương trình ngày hôm nay về uh, những kỷ niệm vui hay là những kỷ niệm uh, buồn mà trong quá trình em học tập cũng giống như là giảng dạy trong ngành này Dạ thưa chị là không khác gì mấy cái ngành khác Thì ngành của em cũng có tổ chức uh, lễ 20 tháng 11 rất là vui Và em rất là nhớ cái ngày đầu tiên mà em được tham gia lễ 20 tháng 11 vào năm nhất Thì uh, chờ viện của em đã tổ chức ra một cái buổi mà thi văn nghệ giữa các khóa các, uh, với nhau ừ. Thì em rất là ấn tượng và ngày hôm đó thì viện em là đi tham gia rất là đầy đủ và rất là vui vậy thì em cho chị hỏi thêm một chút xíu nha trong quá trình mà em học tập cũng giống như là khi mà em tiếp xúc với thực tiễn thì theo em những góc khuất cũng giống như là những khó khăn của ngành mà em đang theo học là như thế nào dạ thưa chị thì nói cách khách quan thì có lẽ là không có ngành nào mà không có khó khăn cả và ngành của em thì cũng không ngoại lệ thì có thể là làm giáo viên thì cũng phải hiểu là hiểu được tâm tư tình cảm của trẻ thì cái đó mình mình phải được trẻ yêu thì mình mới hiểu được nên đó là lý do mà uh, mình phải cẩn trọng trong lời nói lẫn hành động làm sao mà cho trẻ hiểu và hiểu được trẻ muốn gì ừ, vậy có bao giờ mà em gặp khó khăn khi mà em đi thực tập chưa dạ cũng có một số thứ tại vì có mấy bé là nó hơi tăng động hơi năng động một xíu đó chị ừ. nên khó mình khó tiếp xúc hoặc là khó uh, giao tiếp hoặc là có mấy bé về, uh, về mấy bé uh, đặc biệt á chị vậy thì uh, khi mà em gặp những trường hợp đó thì em sẽ xử lý như thế nào Em nghĩ là khi mà đã học tại trường quốc tế Hồng Bàng thì sẽ được học về cái nghiệp vụ sư phạm và cái khả năng giao tiếp sư phạm làm sao mà cho mình giải quyết được những cái tình huống đó hợp lý nhất. Ừ. và để để cho em gửi lời một lời khuyên nào đó dành cho các bạn học sinh và sinh viên đang theo dõi số podcast này thì em sẽ gửi những lời khuyên như thế nào dành cho các bạn nếu như đối với những bạn mà muốn chọn vào ngành giáo dục tiểu học. Dạ. Yeah. À, em nghĩ là ngành nghề nào cũng cao cả và đẹp hết nên là mọi người nếu mà có uh, niềm đam mê với ngành sư phạm và nhất là giáo dục tiểu học thì hãy đến với trường đại học quốc tế hồng bàng luôn gian tay đón chờ à, cảm ơn uh, khanh rất là nhiều uh, và khanh ơi thì uh do là thời lượng chương trình cũng hết rồi nên là cảm rất là cảm ơn à, khi mà ngày hôm nay em đã dành thời gian để tham dự chương trình postcard chuyện ngành chuyện nghề của trường đại học quốc tế hồng bàng và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán tính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình và bây giờ là chắc là mời khanh à, cùng gửi một lời à, tạm biệt đến với tất cả các bạn học sinh và à, quý vị khán tính giả đang theo dõi yeah. Cảm ơn chị và mọi người đã tham gia cái cùng em trao đổi về cái ngành học này và em rất là vui khi được nói chuyện và trao đổi với chị. Ừ, cảm ơn Khanh rất là nhiều. Và các bạn thân mến thì thời lượng của chương trình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Nếu như mà các bạn muốn quan tâm và có mong muốn, muốn xét tuyển vào ngành nghề, không chỉ là ngành giáo dục tiểu học mà còn là những ngành nghề khác của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì có thể lên trang web www.hiu.vn để có thể tìm hiểu thêm về ngành nghề hoặc là có thể bình luận ở dưới video này hoặc là trên bay của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhé. Và bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.